Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là làm món tim lợn hầm với ngải cứu các bạn nhé. Các bạn ở đây nhé, mình đã ướp tim lợn này, ngải cứu thì đã ở dưới và mình sẽ hầm với lại cùng hạt sen nữa nhé. Giờ mình sẽ bóc bếp lên này. Mình cho một lượng nước vừa phải để khoảng ngập một chút tim này rồi các bạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ đậy bung lại, xong bắt đầu mình sẽ hầm đi nhé. Chúc đầy một xíu đi. Tinh mình làm nhọc quả trong khoảng 5 phút nữa. Tinh mình của mình sẽ chín. Các bạn ơi, đây là món tim hầm với lại ngải cứu và hạt sen của mình nhé. Mình đã nấu xong rồi, đã hoàn thành xong rồi.